Thúy Nga bất ngờ viết tâm thư xin lỗi vì những điều mình đã làm với ca sĩ Kim Ngân. Ồn ào xoay quanh những việc làm, danh hài Thúy Nga đã làm với ca sĩ Kim Ngân vẫn chưa kết thúc. Trong khi một số người tố cáo Thúy Nga lợi dụng, sự tệ với Kim Ngân thì nữ danh hài lại viết tâm thư nhận lỗi. Thời gian qua, nhiều khán giả rất vui khi danh hài Thúy Nga đứng ra giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân đang rơi vào cảnh sống lang thang do tâm trí không ổn định. Nhưng cũng vì thế mà một số người cho rằng Thúy Nga đang lợi dụng tình cảnh của ca sĩ Kim Ngân để gây chú ý câu view, tố cáo nhốt cô Kim Ngân trong nhà và còn báo cho cảnh sát khiến Thúy Nga phải đến trình diện cảnh sát Mỹ. Sau đó Thúy Nga đã viết tâm thư nhận lỗi vì những điều cô đã làm với ca sĩ Kim Ngân. Thúy Nga kể, tôi có tội do Kim Ngân ăn những món ăn ngon, bổ, chợ đi shopping mà không tiếc tiền, kêu chị ấy tắm để mặc đồ đẹp. Tôi còn có tội chạy ngược chạy xuôi tìm bác sĩ chữa bệnh, thậm chí đưa Kim Ngân đi hát karaoke để tìm lại ký ức cho chị ấy. Tội luôn bỏ tiền túi lo cho Kim Ngân, còn tiền Mạnh Thường Quân thì vẫn giữ nguyên. Tội cho Kim Ngân tiền xài mỗi ngày, lo lắng và đi tìm khi chị về muộn. Thúy Nga tiết lộ thêm, tôi chiều theo ý chị ấy, mua nhẫn hột xoàn, dẫn đi biển chơi, tôi bỏ bê nhà cửa, mẹ già, con nhỏ, để bên cạnh thuyết phục Kim Ngân quen với cuộc sống mới. Tôi đã làm cho Kim Ngân biết nhận thức được giờ giấc và nơi đâu là chỗ để ngủ về trong chăn ấm nệm êm. Tôi đã làm cho Kim Ngân không còn thu mình, mặc cảm nghèo khổ, mở lòng vui vẻ gặp lại những người bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Tôi đã làm cho chị ấy hồi phục tỉnh táo nhiều. Thúy Nga thừa nhận, cô có tới 30 tội với Kim Ngân nhưng lại gặp phải ồn ào khiến cô rất buồn bã. Nữ nghệ sĩ cho biết đã chăm sóc cho đàn chị suốt 3 tháng nhưng bây giờ không được phép giúp đỡ hay gặp gỡ Kim Ngân nên cô ít nhiều hụt hẫng. Tuy nhiên, hiện giờ người thân của Kim Ngân sẽ chăm sóc cho bà nên Thúy Nga cũng yên lòng và không cần phải lo lắng nữa.